một cốt này nữa cũng rất là già quý vị ạ. Nó già, những cái vết cắt nó huýt hết lại mà nó cũng còn vàng óng rồi. Tức là gì? Ngày trước một cái cành mà thân già mà cành nó lên không cắt đi, nó đã non rồi mà nó già như này rồi, là cây nó phải già như nào quý vị. Đây là một con ba thân của em Cường đang định hình. Video Sai đang thích cái này quý vị ạ. Đang làm giá với em Cường. Nói rất thật luôn. Hy vọng là sau cái video này là cũng là về của Video Sai luôn. Các bạn mà gọi cho em Cường mà em Cường bỏ bay rồi thì gọi luôn cho Video Sai nhá. Cho nó dễ. Không cậu ơi. Ta tư vấn cho anh em có bắt con này không? Nên bắt không em? Thôi anh vừa anh bắt con bé nhá. Không bắt con to nhá. Xem khả năng tiền túi của anh thế đâu, chứ còn đồ này không mua chả mua đồ gì. Không, cái này thì anh chơi được. Chơi được không? Chơi được. Cái này một mình chơi được. Này chơi được. Này thì đạn dược là đủ. Này viên đạn trì mà em. Em không phải nịnh chú Cường đâu. Anh em mình thì với chú không có gì lạ gì nhau cả. Thì em đi nhau trên tuyến suốt. Không phải văn sớ gì nhau. Cái đồ này thực sự là đồ quý thật đấy. Đúng rồi. Kiếm được cái một cây nó có cái cơ địa như thế này là rất chi là hiếm. Mà form dáng cái này rất chi là đẹp đây này. Cái cây này đóng xuống thấp xuống dưới này dâng lên tí. Nhưng hỏi thật cậu nhá, nếu mà anh mua thì Cường nó cắt cho em phế không? Thì mày trả lại cho anh nhá. Đấy vì là anh đang thích rồi mà em càng nói nữa thì anh lại càng thích thêm, nên là tụi em đừng nói quá để cho anh từ từ suy nghĩ. Thì lúc nãy em thích cây kia anh cũng vậy mà. À, ừ nhỉ. Anh ăn phế của em rồi em phải ăn lại thì sợ gì. Cái dế này có nên cắt hay không cậu? Là cắt đi cho đường thân nó chạy nhỉ. Quý vị ạ, Video Sai nếu mua Video Sai được khấn cái này đi. Không cần anh. Lộ bẹ rưỡi. Dưới này có cái bẹ rồi, chân bẹ rất là nhiều. Nó dọn khấn nó chạy. Nó xịn đồ, những cái chân bẹ, chân móng nó xịn, không cần phải làm nhiều anh. Đồ quý quý vị ạ. Này là sao này đây. Đây con này chuyển này chạy đây, lên chuyển rất đẹp. Đây này, chặt phát đây. Đấy, lấy bông tay đây, chặt phát đây. Lên này chặt phát bay ra. Nói chung là cái này được độ giật nhiều. Rất nhiều cái gì chắc là chủ nhân cũ của cây này. Đây chốt một này đang nuôi tiếp cây này làm tiếp thân đấy, không phải là ấy đâu. Quay kỹ cho các bạn ngắm nhá, cho các bạn bị ở xa này, không cái ngắm này, được này, sau cái này cắt đi, em nghĩ là cắt đi, chỉ nuôi cho to thằng này thôi thằng nhé, cắt đi thì thằng này nó sau nó là thằng phông. Không, đây là cái chi của cái đường tiết này. Chi 1, chi 2, chi 3. Nó chạy hẳn ra đây, nó phông rồi sau này. Không em ạ, đây là một chi em ạ. Đây một chi, đây một chi, đây là chi chạy tiếp. Chi của cái tay đấy. Không bao giờ cắt đâu. Thôi mỗi người một ý làm đấy. Với em Công thì em định làm như thế. Nhưng nếu của Video Sai, Video Sai sẽ để đấy, giống như kiểu chi 1 của tay kia, chi 2 đây. Và tiếp tục cái thân chạy đây. Video Sai là thích làm như thế. Làm kiểu xương cá này, này. Xoay trên xuống nó chạy, xuống nó chạy đường chạy. Đã, cây này rất già, nu cục. Có cả nu cục tự nhiên và cả nu cục của những cái vết cắt. Thì nó sẽ nó đùn lên. Cái này nó gọi là cơ địa tốt đấy. Cơ địa tốt. Cây nó có cơ địa. Chậu này thì xứ 100% rồi, không phải là xi măng. Chậu này chậu đinh, chậu tàu. Mà là lành tít quý vị ạ, không nứt một tí nào, lành tít nhá. Lành tít luôn. Chơi quý vị thì đây mà vì này đang nói giống như kiểu đĩa xôi nhỉ. Như đĩa xôi con gà quý vị ạ. Con gà đấy, chỉ nhìn thì muốn ăn lắm quý vị ạ. Chia sẻ quý vị đấy nhá. Anh em nào cần thì alo cho em Cường Trọng. Số điện thoại Video Sai nãy đọc rồi. Mình đọc lại lần nữa là 0912288581. Video Sai ghi cả trên tiêu đề đấy. Vì đây là những cái video mình quay là mình phát trực tiếp luôn, tức là mình đăng lên luôn chứ không phải phát trực tiếp, đăng luôn chứ không phải về nhà chỉnh sửa. Nên là có những cái lúc nó hơi rung hình hay làm sao đó thì mong quý vị thông cảm. Và có những lời nói cũng không hay nữa thì mong anh em rất thông cảm vì không sửa được. Quay 100% tự nhiên. Thì cũng rất thích up luôn cho anh em cùng ngắm. Mát rời cái video sai mới đi quay được.